Khi còn nhỏ, Geralt bị mẹ ruột bỏ rơi và được Vesemir, Witcher lớn tuổi nhất thú nhận, đưa về pháo đài Camerhin và đặt cho cái tên Geralt. Tại đây, cậu trải qua nhiều bài huấn luyện khắc nghiệt, cơ thể cũng bị biến đổi do phép thuật và thảo dược. Chỉ 3 trên 10 đứa trẻ có thể sống sót vượt qua những thử thách này, và Geralt là một trong số đó. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, cậu được trao chiếc mìa đầy sói, trở thành một Witcher thực thụ và lang thang khắp lục địa giết quái vật. Chỉ khi mùa đông tới, Geralt và các Witcher khác của trứng sói mới trở về Camerhin tụ họp và nghỉ ngơi. Một ngày nọ, Geralt đụng độ một con Kikimora gần thị trấn Blaviken. Anh quyết định giết nó vì tin rằng sẽ có người ra giá cho con quái vật. Không như kỳ vọng, Blaviken hiện không treo thưởng cho cái đầu của con Kikimora. Thất vọng vì không kiếm được tiền, lại còn phải đối diện với sự kỳ thị và gây sự của đám người trong quán trọ, Geralt suýt vướng vào một cuộc ẩu đả nếu không được một cô gái tên Renfri giải vây. Ngay lúc này, một cô bé xuất hiện chen vào giữa cuộc trò chuyện giữa hai người và dẫn Geralt tới chỗ Stregobor, tay pháp sư sẵn sàng mua lại các bộ phận của quái vật để chế thuốc. Sau khi gặp Stregobor, Geralt nhận ra mục đích thực sự của ông ta. Thứ Stregobor tìm kiếm không phải thành phần cho dược phẩm, mà là một thợ săn giúp ông ta giết con quái vật đang săn đuổi mình. Và mục tiêu mà Stregobor nhắm đến chính là Renfri, cô gái tại quán trọ Geralt mới chạm mặt trước đó. Giải thích cho yêu cầu của mình, tay pháp sư kể Geralt nghe về lời người mặt trời đen. Theo đó, 60 bé gái sinh ra dưới lần nhật thực toàn phần đầu tiên sau 1200 năm sẽ là những bầy tôi của quỷ dữ, đem đến tai ương cho loài người. Stregobor đã dành nhiều năm nghiên cứu về những cô gái như vậy và phát hiện ra cơ thể họ có những đột biến kỳ lạ. Ông ta nói rằng mình đã cố chữa cho họ nhưng không thành. Vì thế, loại bỏ họ là lựa chọn duy nhất. Renfri cũng là một trong số đó, nhưng lại mang thân phận đặc biệt. Cô là công chúa của Vương quốc Raiden. Theo lời Stregobor, nàng công chúa này ngay từ nhỏ đã bộc lộ bản tính tàn ác. Cô có sở thích tra tấn động vật, thậm chí còn bóc mắt người hầu bằng một chiếc lược. Sợ Renfri sẽ đe dọa đến tính mạng con mình, mẹ kế đã cử người đưa cô vào rừng để trừ khử. Tuy nhiên, Renfri giết tay sát thủ và trở thành một tên cướp khét tiếng kể từ đó. Cho rằng Stregobor với giả thuyết lời nguyền mặt trời đen của ông ta là nguyên nhân đằng sau tất cả những bất hạnh mình phải chịu, Renfri quyết săn lùng tay pháp sư để trả thù. Dù bị đe dọa, Stregobor không thể trực tiếp xuống tay với Renfri vì cô có khả năng kháng phép. Hắn chỉ còn cách trốn chui trốn lủi tới khi mối đe dọa không còn. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ phía Stregobor, Geralt từ chối lời thỉnh cầu của ông ta. Rời khỏi tòa tháp của tay pháp sư, Geralt gặp lại Renfri ở một con suối. Tại đây, anh được nghe câu chuyện từ góc nhìn của cô công chúa. Hóa ra khi xưa, người của Stregobor đã cướp đồ đạc, cưỡng hiếp Renfri rồi thả cô đi. Cũng giống như Stregobor, Renfri muốn nhờ chàng thợ săn quái vật giúp mình xử lý tay pháp sư. Nhưng Geralt kiên quyết giữ thế trung lập. Với anh, không lựa chọn nào là ít tàn ác hơn. Anh khuyên Renfri buông bỏ quá khứ thì cũng chẳng khác nào chứng minh cô là một con quái vật như lời tay pháp sư. Nàng công chúa dường như đồng ý với Geralt và cùng anh ân ái một đêm. Khi Geralt tỉnh dậy, Renfri đã rời đi. Trong đầu anh là ký ức về lời tiên tri của Renfri đêm hôm trước, rằng một cô bé sẽ xuất hiện và gắn liền với định mệnh mà anh không thể chối bỏ. Geralt tới phiên chợ tìm Renfri và chạm trán đám tay chân của cô. Nàng công chúa đã bị hận thù che mắt, cô sẵn sàng tàn sát người dân vô tội để buộc Stregobor ra mặt. Hành động ấy khiến Geralt không còn lựa chọn nào ngoài giết hết đám tay sai rồi quyết chiến với Renfri. Sau đôi lần nương tay, cố gắng thuyết phục đối phương hồi tâm chuyển ý nhưng không thành, chàng thợ săn quái vật buộc phải xuống tay. Mối họa không còn, Stregobor mới lộ diện. Hắn toan mang xác Renfri về để nghiên cứu nhưng bị Geralt ngăn lại. Tay pháp sư xảo quyệt liền lợi dụng định kiến sẵn có của người dân đối với Witcher. Đám đông chỉ thấy những thi thể la liệt trên đường phố Blaviken và thanh kiếm nhuốm máu của Geralt lập tức chĩa mũi dùi về phía anh. Họ không ngừng la ó, xua đuổi, thậm chí ném đá người vừa cứu mạng mình. Geralt quay người rời khỏi thị trấn. Cũng từ đây, anh mang theo mình một biệt danh xấu xí là tên đồ tể của Blaviken. Geralt tiếp tục trên con đường thực hiện sứ mệnh tiêu diệt quái vật đơn độc của mình. Trạm dừng chân tiếp theo của anh là Vương quốc Temeria, khi hay tin có một con quái vật hoành hành tại đây nhiều năm liền. Mới đây, con trai một người thợ mỏ đã bỏ mạng dưới nanh vuốt của nó, khiến họ không khỏi căm phẫn và bàn tính kế hoạch nổi loạn, ép vua Fortes phải xử lý con quái vật. Geralt vừa đề nghị giúp họ tiêu diệt quái vật thì quân lính Temeria xuất hiện và dẹp đám đông rồi đuổi Geralt khỏi vương quốc. Tuy nhiên, anh còn chưa ra khỏi biên giới thì một phù thủy đã đánh ngất những binh lính áp giải anh. Cô tự xưng là Triss Merigold, cố vấn của vua Fortes và muốn thuê Geralt xử lý con quái vật. Có điều, thay vì mang đầu của nó về để nhận thưởng như thường lệ, Triss mong Geralt chữa trị cho nó. Được biết, con quái vật này chui ra từ hầm mộ của công chúa Ada, em gái vua Fortes. Sau khi khám nghiệm xác của những người bị con quái vật tấn công, chàng Witcher tin mình đang phải đối mặt với một con Shiga được tạo ra bởi lời nguyền. Ai đó đã nguyền rủa công chúa Ada, gây nên cái chết của cô, và con Shiga này chính là đứa con còn chưa kịp chào đời trong bụng công chúa. Biết được chân tướng con quái vật, Triss đưa Geralt tới gặp vua Fortes nhằm thuyết phục ông cho phép họ vào lâu đài bỏ hoang để hóa giải lời nguyền.
Tại đây, Geralt đã đưa ra một giả thuyết táo bạo rằng Fortes chính là cha của đứa con trong bụng em gái và ai đó đã nguyền rủa nàng vì ghen tức. Tất nhiên, vua Fortes không thừa nhận. Ông ta giận dữ hạ lệnh trục xuất Geralt. Chàng thợ săn quái vật không hề quan tâm và tiếp tục âm thầm điều tra. Anh và Triss tìm ra manh mối mới là một bức thư từ mẹ của Fortes và Ada. Theo nội dung trong đó, bà đã biết về quan hệ tình cảm sai trái giữa hai đứa con. Hai người mang bức thư tới gặp Ostrid, một vị quan thân cận của Fortes. Ban đầu, họ cho rằng nữ hoàng đã nguyền rủa con của mình khi phát hiện ra chúng gian díu. Hoặc có thể, vua Fortes đã ép buộc em gái và là kẻ đứng sau tất cả. Tuy nhiên, Geralt nhận ra anh đã ngửi thấy mùi Ostrid trên chăn của công chúa trong tòa lâu đài, khiến anh không khỏi nghi ngờ. Sau một hồi tra hỏi, sự thật được hé lộ, Ostrid mới là kẻ đã nguyền rủa Ada. Hành động ấy xuất phát từ tình yêu mù quáng hắn dành cho công chúa. Xanh mắt vì ghen, Ostrid nguyền rủa vua Fortes, nhưng không ngờ rằng lời nguyền ấy lại ứng nghiệm lên người hắn yêu. Để bắt Ostrid trả giá cho hành động của mình, Geralt đấm hắn bất tỉnh, rồi xách kẻ điên tình và đồ nghề tới lâu đài bỏ hoang để giải nguyền. Trên đường, anh gặp vua Fortes, nhưng lần này ông không hề có ý đối địch mà thừa nhận mình là cha đứa bé trong bụng công chúa quá cố và quyết định gửi gắm niềm tin ở chàng Witcher. Muốn hóa giải lời nguyền, Geralt phải giữ con Striga ở ngoài quan tài đến sáng sau khi gả gáy 3 lần. Geralt đem theo Ostrid vào tòa lâu đài, anh chòi hắn vào giường, vừa để làm mồi nhử con Striga, vừa để hắn đền tội cho những gì đã làm. Màn đêm buông xuống, con Striga thức tỉnh và nhanh chóng làm gỏi Ostrid. Ngay sau đó, Geralt xuất hiện và tấn công nó, cả hai quần thảo trong nhiều giờ. Geralt phải rất vất vả mới cầm cự được đến sáng. Khi mặt trời ló dạng, con Striga định chạy về nấp trong quan tài thì chàng Witcher đã đi trước một bước và chui vào đó. Cuối cùng, lời nguyền được hóa giải, con Striga trở về dạng người, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Geralt rời khỏi Temeria và tiếp tục hành trình của mình. Một thời gian sau, khi đang nghỉ chân tại một quán ăn, Geralt tình cờ bắt gặp một ca sĩ hát rong, nhà thơ nổi tiếng của lục địa, Jaskier. Nhận ra tên đồ tể khét tiếng của Blaviken, Jaskier nảy sinh hứng thú, muốn đi theo để tìm cảm hứng sáng tác. Mặc cho Geralt khó chịu, tay ca sĩ lẹo đẽo theo chân anh, đi thực hiện nhiệm vụ. Geralt nhận hợp đồng tiêu diệt một con quỷ chuyên ăn trộm ngũ cốc. Nhưng khi tới nơi và đụng độ tên trộm, anh phát hiện ra nó không phải quái vật mà là một sinh vật mau mồm mau miệng có tên là Sylvan. Mãi cãi nhau với nó, chàng thợ săn quái vật mất cảnh giác và bị đánh ngất. Khi tỉnh dậy, anh đã thấy mình bị trói cùng Jaskier. Hóa ra kẻ tấn công anh là một nhóm elf và tên Sylvan kia bấy lâu đã ăn trộm ngũ cốc cho chúng. Bị con người xâm chiếm quê nhà và buộc phải trốn lên núi, elf từ đó căm ghét loài người và luôn tìm cơ hội lấy lại hào quang năm xưa. Thủ lĩnh của họ là Philavendro muốn giết cả Geralt và Jaskier để tránh bại lộ, nhưng tay Sylvan được tha mạng đã nói đỡ cho chàng Witcher. Trước khi được thả đi, anh khuyên Philavendro đem người của mình đến nơi khác để bắt đầu lại, vì nếu tiếp tục sống thế này, sớm muộn con người cũng phát hiện và phát động chiến tranh. Sau sự kiện này, Geralt bất đắc dĩ có thêm một người bạn phiền phức là Jaskier. Trong những năm sau đó, Jaskier lang thang khắp nơi và hát những bài hát kể những câu chuyện về Geralt. Nhờ vậy mà hung danh tên đồ tể Blaviken được gột sạch. Từ đó, chàng Witcher được biết tới về cái tên Geralt Sói Trắng, trở thành hình mẫu chiến binh anh hùng. Sau khi thực hiện một hợp đồng giết quái vật tại Sintra, Geralt nhận lời làm vệ sĩ cho Jaskier, tới dự bữa tiệc chọn rể của nữ hoàng Calanthe dành cho công chúa Perfetta. Nhiệm vụ của Geralt là bảo vệ Jaskier khỏi những tay quý tộc ghen tuông bị vợ cắm sừng với anh chàng ca sĩ đào hoa. Tại buổi tiệc, Geralt lần đầu diện kiến nữ hoàng Calanthe lừng danh, sư tử cái của Sintra. Là một nữ chiến binh thiện chiến, bà tỏ vẻ hứng thú với Geralt và mời anh ngồi ăn tại bàn danh dự. Buổi tiệc vừa lên tới cao trào và những người cầu hôn bắt đầu so tài thì một người lạ mặt xông vào giữa sảnh. Đó là một hiệp sĩ đội mũ sắt che kín mặt, tự xưng là Tuny, tuyên bố mình tới cầu hôn công chúa. Khi chiếc mũ sắt của anh rơi xuống, cả đại sảnh hoảng hốt vì Tuny mang gương mặt của một con nhím. Cho rằng tay hiệp sĩ là quái vật, nữ hoàng Calanthe yêu cầu Geralt giết anh ta. Nhưng chàng thợ săn quái vật từ chối. Người hiệp sĩ này thực chất không phải quái vật mà đang phải chịu một lời nguyền. Năm xưa, anh từng cứu mạng người chồng quá cố của nữ hoàng và nhận trả ơn theo luật bất ngờ. Dựa vào điều luật cổ xưa, khi một người được cứu mạng, anh ta sẽ phải trả ơn bằng thứ mình sở hữu mà không hề biết về nó. Trong trường hợp này là cái thai trong bụng Calanthe lúc bấy giờ, công chúa Perfetta. Vậy nên theo đó, định mệnh của công chúa gắn liền với Tuny và nàng thuộc với anh. Không chấp nhận điều này, nữ hoàng Calanthe lệnh cho lính gác giết Tuny, nhưng Geralt kịp thời can thiệp. Trước sự bất ngờ của mọi người, công chúa Perfetta bước đến bên cạnh chàng hiệp sĩ dính lời nguyền. Thực ra hai người đã gặp nhau từ trước và đem lòng yêu nhau. Chứng kiến tình cảm của con gái, nữ hoàng Calanthe vẫn không nao núng, quyết xuống tay với kẻ bà cho là quái vật. Thấy người yêu sắp bỏ mạng, công chúa Perfetta đã thét lên, bộc lộ sức mạnh phép thuật với sức công phá kinh hoàng. Sau khi mọi thứ lắng xuống, biết không ngăn được con, Calanthe đành chấp nhận. Bà cũng tuyên bố song hỷ khi đồng thời nhận lời cầu hôn của lãnh chúa Ice, người từng nhiều lần bị nữ hoàng từ chối.
Geralt chuẩn bị rời đi thì Dooney lên tiếng cảm ơn cứu mạng và khăng khăng xin được trả ơn dù chàng Witcher không đòi hỏi gì. Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Dooney, Geralt chọn nhận quà theo luật bất ngờ, vốn nghĩ sẽ chẳng có gì to tát. Ngay lúc này, Perfetta lên cơn ốm nghén. Cả sảnh ngớ người, nhận ra công chúa đã có thai và lịch sử lặp lại, số phận của Geralt và đứa trẻ chưa ra đời bị ràng buộc vào nhau. Từ sau những rắc rối tại Hoàng cung Sintra, Geralt chọn né tránh định mệnh và bắt đầu mất ngủ triền miên. Đây cũng chính là lý do Jaskier bắt gặp anh quăng lưới trên sông tìm thần đèn, chỉ để ước lấy một giấc ngủ. Khó khăn lắm chàng Witcher mới tìm được chiếc bình nhốt tên Jean, chưa kịp ước thì Jaskier đã láo táo động vào, làm vỡ chiếc bình và giải thoát tên thần đèn. Hậu quả cho thói tái máy là cổ họng Jaskier bắt đầu sưng phồng và ho ra máu. Geralt vội vàng đi tìm người giúp nhưng không ai đủ năng lực xóa bỏ bùa chú gã thần đèn. Anh nghe nói trong thành phố có một phù thủy nổi tiếng nguy hiểm và xảo quyệt, nhưng có thể là hy vọng duy nhất của Jaskier. Không nghĩ nhiều, Geralt đưa anh bạn ca sĩ lắm mồm tới tìm nàng phù thủy có tên Yennefer. Yennefer xuất thân từ xứ Vengerberg, kinh đô của vương quốc Aedern. Từ nhỏ, cô bị gia đình và những người xung quanh hắt hủi, bạo hành vì ngoại hình xấu xí, dị tật. Một ngày nọ, khi bị một cặp tình nhân đánh đập, chế giễu, Yennefer chống cự và vô tình bộc lộ khả năng phép thuật. Cô tự dịch chuyển tới tòa tháp tại đảo Thanet, nơi tọa lạc học viện pháp thuật Arethusa. Tại đây, Yennefer gặp một pháp sư trẻ tên Istred. Anh vô cùng ấn tượng bởi pháp thuật của Yennefer và đã tốt bụng mở cổng dịch chuyển đưa cô về nhà. Trước khi chia tay, Istred cũng cảnh báo rằng việc Yennefer dịch chuyển đến đây hẳn đã khiến cô bị đánh dấu và sẽ sớm có người truy lùng. Quả nhiên chỉ vài ngày sau, một người phụ nữ đã tới trang trại nhà Yennefer. Người phụ nữ này là Tissier, hiệu trưởng học viện pháp thuật Arethusa. Bà mua cô về chỉ với nửa giá một con lợn. Tuyệt vọng khi bị gia đình bỏ rơi và căm ghét bản thân, Yennefer tự tử nhưng không thành. Tissier nói rằng dù muốn hay không, cô vẫn phải sống tiếp và theo học tại đây. Cứ như vậy, khóa huấn luyện của Yennefer bắt đầu. Cô được dạy về bản chất của phép thuật, nguồn năng lượng đến từ hỗn mang, một thứ cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng chứa đựng sức mạnh vô biên. Yennefer và những học viên tại Arethusa đều có thể dẫn chuyển hỗn mang và ẩn chứa khả năng phi thường. Khi họ tình cờ bộc lộ sức mạnh, Tissier sẽ cảm nhận được, đưa họ về và dạy cách cân bằng cũng như điều khiển nguồn năng lượng hỗn mang. Ở đây, Yennefer gặp lại Istred và được anh giúp đỡ trong quá trình học phép thuật đầy gian nan. Giữa hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tuy vậy, cả Yennefer và Istred đều có những toan tính của riêng mình. Với Yennefer, việc cô kiểm soát được tình cảm của mình với Istred đồng nghĩa rằng Yen đã làm chủ được nỗi sợ về cơ thể mình, vượt qua bài kiểm tra của Tissier. Còn với Istred là nhiệm vụ do thám. Từ Yennefer, anh biết được rằng cô là người Light Elf, một thông tin vô cùng đáng giá với thầy của Istred là tên pháp sư Shagabor. Trong thế giới của The Witcher, các nữ phù thủy rất được trọng vọng. Thường, mỗi vị vua sẽ có một nữ phù thủy làm cố vấn. Và rồi cũng tới lúc Yennefer có cơ hội trở thành phù thủy chính thức, được cử đi cố vấn cho người đứng đầu một vương quốc nào đó. Yennefer không khỏi háo hức được trở về quê nhà Aedern để cho tất cả những người từng khinh miệt thấy cô đã thay đổi thế nào. Tuy nhiên, trong buổi họp bàn của hội pháp sư, Shagabor lại tiến cử đưa Yennefer tới Nilfgaard. Ban đầu, người được cử đến Nilfgaard là Fringilla, cháu gái của Artorias, một trong những pháp sư của hội. Tuy nhiên, Shagabor và Artorias muốn đưa Fringilla về Aedern để dễ bề sai khiến, đồng thời thông qua mối quan hệ đồng minh giữa Aedern và Sintra mà khôi phục lại quyền lực của hội pháp sư tại Sintra. Vương quốc này từ lâu đã cấm mọi phù thủy bước chân vào lãnh thổ, khiến mối quan hệ giữa Sintra và hội pháp sư ngày càng căng thẳng. Tissier tất nhiên phản đối đề xuất của Shagabor, khiến hắn tung ra con át chủ bài là thông tin Yennefer mang dòng máu Elf. Điều duy nhất mà Sintra ghét hơn phù thủy và pháp sư là Elf. Aedern có mối quan hệ thân cận với Sintra như vậy, hẳn sẽ không chấp nhận cố vấn mang dòng máu yêu tinh. Yennefer không hề vui vẻ khi đón nhận tin này. Cô đánh liều tìm tới pháp sư phụ trách việc thay đổi cơ thể cho các phù thủy và nhờ ông ta biến đổi mình, bất chấp điều này trái với luật của hội. Quá trình biến đổi diễn ra cực kỳ kinh khủng và đau đớn, cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ. Yennefer sẽ không còn khả năng mang thai. Tuy nhiên, cô vẫn đạt được mục đích của mình tại thời điểm đó. Với diện mạo mới, Yennefer thu hút mọi ánh nhìn khi bước qua sảnh, nhanh chóng gây ấn tượng với vua Aedern và được ông ta chọn làm cố vấn. Đáng tiếc, niềm thỏa mãn ấy chỉ là nhất thời. Sau vài năm phục vụ người đứng đầu Aedern, Yennefer chán ngấy với những nhiệm vụ dập khuôn và nhàm chán. Cô thèm khát có một đứa con, muốn lần đầu trong đời cảm nhận hương vị tình thân, trở thành cả thế giới của đứa trẻ. Yennefer rời khỏi cương vị cố vấn, cũng từ chối lời đề nghị quay về Arethusa đào tạo các thế hệ phù thủy tiếp theo. Cô không ngừng đi tìm phương thuốc cho mình và làm hội đỏ mắt với những lần làm phép phá luật. Thế rồi cô chạm mặt Geralt. Nghe về tên thần đèn với ba điều ước, Yennefer cho rằng đây chính là cơ hội thay đổi vận mệnh nên đã đồng ý cứu chữa cho Jaskier. Mục đích của Yen là để Jaskier tỉnh dậy và ước nốt điều ước cuối. Sau đó cô sẽ dùng phép thuật bắt giữ tên Jean và trở thành chủ nhân mới của gã, ước bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, tên thần đèn cực kỳ mạnh và việc bắt giữ hắn có thể gây ra hậu quả khôn lường. Nhận ra ý định của Yennefer, Geralt cố ngăn cô lại nhưng không thành. Ngược lại, anh còn bị nàng phù thủy bỏ bùa,
rồi tìm tới những người trong hội đồng thành phố mà làm loạn và bị tống vào ngục giam. Geralt còn chưa biết trốn khỏi nơi này bằng cách nào thì tên cai ngục đã xuất hiện. Hắn đánh đập, hành hạ anh, khiến anh vô tình ước hắn nổ tung và không ngờ điều ước ấy lại thành sự thật. Chàng Witcher nhận ra mình mới là chủ nhân của ba điều ước. Anh vội vàng quay lại chỗ Yennefer, người đang dùng cơ thể làm bình chứa Tengin. Sức mạnh khổng lồ của hắn có thể nuốt trọn Yennefer và cách duy nhất để cứu nữ phù thủy là Geralt thốt ra điều ước cuối, giải thoát cho hắn. Dù được cứu nhưng Yennefer vô cùng tức giận với Geralt. Hai người cãi vã một hồi nhưng thoát cái chẳng hiểu thế nào mà câu chuyện lại rẽ sang hướng 18+. Mối quan hệ đầy rắc rối giữa Yennefer xứ Vengerberg và Geralt xứ Rivia cũng chính thức bắt đầu từ đây. Vài năm sau lần đầu gặp mặt, Geralt và Yennefer tái ngộ trong một chuyến săn rồng. Trong vùng xuất hiện tin đồn về kho báu, khiến biết bao kẻ lao vào tìm kiếm. Kết quả là chọc giận một con rồng xanh khiến nó gây ra thiệt hại cho vùng đất. Vì thế, vua Nidamir đã treo thưởng cho cái đầu của con rồng. Và một chiến binh già tên Borch cùng hai nữ phụ tá tìm tới Geralt để thành lập nhóm săn rồng thứ tư. Ba nhóm còn lại gồm một đoàn người lùn, một băng đảng có tên là River và một hiệp sĩ với bạn đồng hành là Yennefer. Yennefer cũng có mục đích của riêng mình trong chuyến săn. Truyền thuyết kể rằng tim rồng có thể dùng để chữa bệnh vô sinh, khiến hy vọng trong cô lần nữa trỗi dậy. Tuy nhiên, chuyến săn rồng diễn ra không hề suôn sẻ. Mới đầu, tay hiệp sĩ đi cùng Yennefer bị giết trong đêm mà không rõ hung thủ. Rồi tới lượt Borch và hai nữ chiến binh trượt chân rơi khỏi vách núi. Tai nạn ấy khiến Geralt day dứt vì không thể kéo họ lên, bất lực nhìn ba người đồng đội rơi xuống vực thẳm. Sau này tới được hang rồng, họ mới biết được rằng Borch và hai người phụ tá vẫn còn sống. Chân thân của ông là một con rồng vàng, loài rồng mà ai cũng nghĩ rằng chỉ có trong truyền thuyết. Borch cho biết ông ta muốn bảo vệ quả trứng sau khi con rồng xanh cái chết nên mới tìm đến Geralt, người hiểu rằng rồng không phải quái vật. Lúc này, băng River xông đến và muốn phá hủy quả trứng, nhưng không thể địch lại Geralt, Yennefer và hai nữ chiến binh. Băng nhóm kẻ ác bị tiêu diệt, những người lùi nhận được những chiếc răng rồng từ Borch làm chiến lợi phẩm cho chuyến săn rồng. Về phần chàng Witcher và nữ phù thủy, Borch cho hai người biết về định mệnh của mình. Yennefer dù có cố gắng thế nào cũng không bao giờ có lại khả năng sinh con. Còn về phần Geralt, anh không thể chối bỏ đứa trẻ định mệnh ở Sintra và rồi sẽ phải chấp nhận. Tại đây, Geralt và Yennefer đã cãi nhau to một trận. Yen phẫn nộ vì khi xưa, Geralt can thiệp khi cô muốn bắt Tengin và cho rằng tình cảm của họ thực chất chỉ là sự ràng buộc về định mệnh do điều ước của Geralt. Tất cả đều là giả dối. Cộng thêm việc Geralt không ngừng phủ nhận hy vọng có con của mình, Yennefer thất vọng rời đi. Quẫn bách khi người yêu đi mất, Geralt giận cả chén thớt mà trút lên Jaskier, nói rằng mọi thứ vì anh ca sĩ mà bung bét, từ vụ đứa trẻ bất ngờ cho tới Jin. Hai người cũng dễ sang hai lối từ đây. Chia tay Geralt, Yennefer tới tìm người yêu cũ, mong cùng anh bắt đầu cuộc sống mới và thực hiện ước nguyện năm xưa. Thế nhưng Istrad từ chối, anh chọn tập trung vào công việc, cũng giống như Yennefer khi xưa đã chọn quyền lực mà bỏ anh lại. Istrad vừa đi thì một pháp sư lạ mặt bước tới. Anh ta giới thiệu mình là Vilgefortz, đồng minh của Thysair và ngỏ ý muốn Yennefer đầu quân cho họ. Nghe tên người thầy cũ, Yennefer đồng ý theo anh ta quay về Arethusa. Tình hình chiến sự lúc bấy giờ khá phức tạp. Các pháp sư của hội cũng chia làm hai phe, một bên nắm quyền bởi Artorias và Chergebor, bên còn lại do Thysair và Vilgefortz đứng đầu. Trước bối cảnh Nilfgaard đang nhằm nhè xâm lược Sintra, phía Artorias và Chergebor chủ trương không can thiệp do Sintra đã từ chối hội pháp sư quá lâu. Thêm vào đó, Fringilla, phù thủy hoàng gia của đế chế còn ngon ngọt thuyết phục rằng thông qua cuộc tấn công, cô ta sẽ đưa Sintra trở lại đường lối trước kia, tôn thờ hội pháp sư. Trái lại, Thysair và Vilgefortz lại không muốn khoanh tay đứng nhìn. Hai người nhận ra dã tâm của đế quốc, rằng Sintra chỉ là bàn đạp trong kế hoạch thôn tính toàn phương Bắc của Nilfgaard mà thôi. Sau khi bỏ phiếu, những người theo phe không can thiệp áp đảo, họ đưa ra quyết định đứng ngoài cuộc lần này. Phán quyết này khiến những pháp sư phe Thysair thấy không thỏa đáng. Họ đã tự đưa ra lựa chọn của mình, là một đội quân pháp sư riêng, lên kế hoạch chống lại Nilfgaard, không để đế chế lộng hành. Một bên, Geralt cũng bận rộn không kém. Sau ngày chia tay Yennefer và Jaskier, anh quyết định nghe lời Borch mà đối diện với vận mệnh. Trên đường đi vào vương quốc, chàng Witcher nhận thấy một đội quân Nilfgaard khổng lồ đang tiến đến Sintra, khiến anh càng quyết tâm đưa đứa trẻ vận mệnh đi nhằm bảo vệ nó. Anh cố gắng thuyết phục nữ hoàng, nhưng Calanthe nhất mực không đồng ý, thậm chí còn dùng một cô bé thế thân lừa Geralt. Anh bị nữ hoàng đuổi ra ngoài, bị vua Ice bắt giam tại cổng, tránh cho anh quay lại tìm công chúa Cirilla. Ít ngày sau cuộc họp hội pháp sư, đội quân đế chế bắt đầu tiến dần vào lãnh thổ Sintra. Nữ hoàng Calanthe và chồng đích thân nghênh chiến. Ban đầu, Sintra còn cố gắng câu giờ, chờ viện quân từ quần đảo Skellige. Ngồi đâu, thiên không thời, địa không lợi, nhân cũng không hòa, viện binh đã bị bão đánh tan tác trên biển. Vua Ice tử trận, Calanthe bị thương nặng, Sintra vỡ trận phải rút về kinh đô. Trước khi đội quân đế chế tràn tới, Calanthe bên giường bệnh đành chấp nhận định mệnh, dựa vào niềm hy vọng duy nhất sót lại để bảo vệ Ciri. Bà dặn cô bé bằng mọi giá phải tìm gặp được Geralt xứ Rivia. Mausach, người từng giúp mẹ Ciri kiểm soát phép thuật, cùng một hiệp sĩ đưa cô bé trốn khỏi lâu đài. Cả Sintra chìm trong biển lửa.
Tuy nhiên, tay hiệp sĩ kia vẫn bỏ mạng. Ciri bị Khaehir, tướng quân của đế chế Nilfgaard bắt về. Lúc này, cô bé bộc lộ sức mạnh phi thường như mẹ mình tại buổi tiệc kén rể năm nào. Chỉ với tiếng thét, Ciri khiến kẻ bắt giữ mình ngã ngựa, khiến khối tinh thạch bên đường sụp đổ, mặt đất nứt làm đôi. Ciri cứ thế chạy vào khu rừng trước ánh nhìn bàng hoàng và bất lực của Khaehir. Thời điểm Syntra rơi vào hỗn loạn, Geralt cũng thoát ngục nhưng đã quá muộn, anh không kịp tới và bảo vệ đứa trẻ gắn liền với định mệnh của mình. Từ đây, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Ciri. Sáng hôm sau, đội quân đế chế túa vào rừng tìm tung tích cô công chúa. Cô bé nhanh trí, dùng bùn bôi đen mái tóc, giả trang để chúng không nhận ra. Tiến sâu hơn vào khu rừng, Ciri gặp Dara. Cậu ngăn cô bé ăn những quả dại có độc vì quá đói. Hai người trở thành bạn đồng hành một đoạn đường, cho tới khi Ciri thấy khu trại tị nạn của dân chúng Syntra sau khi thành phố thất thủ. Cô bé không chần chừ chạy tới với suy nghĩ được cứu, nhưng khi ngoảnh lại, đã không thấy bóng dáng Dara đâu. Ở khu trại, Ciri được ăn, có chỗ để ngủ. Yên bình chưa được bao lâu, chút hy vọng vừa nhen nhóm lại dập tắt khi ngay đêm đó, lính Nilfgaard ập tới và tàn sát cả khu trại Ciri đang trú chân. Dara lần nữa có mặt đúng lúc và kéo cô bé ra khỏi gió tanh mưa máu. Ciri nhìn thấy đôi tai của Dara và nhận ra ân nhân cứu mạng thực chất là Elf. Bị phát hiện, cậu đã rất sợ hãi vì người Syntra trước giờ vốn căm ghét loài của mình. Nhưng dường như cô bé chẳng quan tâm tới điều này và nói lời cảm ơn cậu. Dara giờ đây mới yên tâm mà thôi đề phòng cô công chúa. Trên đường chạy trốn, Ciri cứ thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng gọi mơ hồ. Trong một lần không kiểm soát được, cô bé đi theo những tiếng gọi ấy và tiến vào bên trong rừng Brooklyn, nơi tộc người Dryad sinh sống. Dara cố chạy theo Ciri nhưng đã quá muộn, cả hai lạc nhau tại khu rừng. Tới lúc trùng phùng, Dara bị thương nặng do trúng mũi tên của người Dryad. Còn Ciri cũng suýt bị giết do xâm nhập khu rừng, nhưng cô bé đã cầu xin họ vì bản thân cũng không nhớ sao lại tới được đó. Thủ lĩnh tộc Dryad cho họ cơ hội chịu thử thách của khu rừng. Theo đó, hai người phải uống một loại nước đặc biệt. Người có ý đồ xấu với khu rừng thiêng uống thứ nước này vào sẽ chết. Tuy nhiên, với dòng máu và sức mạnh đặc biệt của Ciri, thứ nước này quá nhẹ đồ với cô bé. Thay vào đó, cô phải uống trực tiếp nhựa cây trong khu rừng. Ciri và Dara đều vượt qua khảo nghiệm. Hai người được tập Dryad mời ở lại vì tin rằng cô công chúa nhỏ sẽ trở thành cứu tinh của họ. Ciri phải đưa ra lựa chọn cùng Dara ở lại với gia đình mới hay đi tìm Geralt xứ Rivia theo lời dặn của bà mà không có điểm hẹn cụ thể, cũng không biết có kết quả hay không. Cán cân ấy nghiêng về phía di nguyện của người bà khi Mao Sách xuất hiện và ngỏ ý đưa cô bé đi. Được đoàn tụ với người mình gắn bó từ thuở nhỏ, Ciri nhận lời, thậm chí còn rủ Dara đi cùng. Hai đứa trẻ rời đi mà không biết rằng kẻ thù đang ở ngay bên cạnh. Kẻ đưa hai người đi thực ra là một loài quái vật tên Doppler. Chúng có khả năng biến hình thành người khác. Để tăng tính thuyết phục, chúng còn sở hữu luôn cả ký ức nạn nhân. Khi để tuột mất Ciri tại Syntra, Khaehir và Fringilla đã tìm xác nữ hoàng Calanthe trong đống đổ nát và sử dụng ma thuật cấm để truy tìm cô cháu gái. Xác định được vị trí Ciri, họ tìm đến tên Doppler sát nhân hàng loạt. Hắn giết pháp sư Mao Sách, người bị Nilfgaard bắt làm tù nhân để tra hỏi tung tích công chúa, rồi đội lốt ông vào rừng dụ Ciri. Ciri không mảy may nghi ngờ, nhưng Dara lại cảm thấy có gì đó không ổn và bắt đầu đặt vô số câu hỏi. Cậu còn nhắc Ciri nhớ tới lời dặn của thủ lĩnh người Dryad, luôn hỏi đúng câu. Quả nhiên, với một câu hỏi bẫy về Skellige, quê hương của Mao Sách, tên Doppler đã để lộ sơ hở. Hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa, thừa nhận tất cả âm mưu rồi lao vào tấn công hai đứa trẻ. Sau một hồi vật lộn, Ciri và Dara ép hắn hiện nguyên hình, nhưng cuối cùng vẫn không phải đối thủ của tên quái vật. Khi Ciri còn đang hoảng hốt trốn chạy, cô bé bị một tên lính bắt được và bỏ thuốc mê. Khi tỉnh dậy, trước mặt cô là Khaehir. Hắn nói mình không muốn làm hại Ciri mà chỉ muốn giúp cô hoàn thành định mệnh. Nhưng vừa quay đi thì Ciri sau lưng đã tự cởi trói và biến hình. Thì ra, Ciri thật đã bị tên Doppler bắt trói trong rừng. Trong quá trình truy đuổi công chúa, hắn có vẻ đã nhận ra nhân vật này không hề tầm thường và tiềm tàng sức mạnh phi thường. Doppler vô cùng phẫn nộ vì Khaehir không cho hắn biết về điều này nên đã tự giả dạng thành Ciri để tìm ra mục đích đằng sau. Cả hai lao vào ẩu đả, kết quả là vị tướng Nilfgaard đã hạ gục tên Doppler. Về phía Ciri, Dara lần nữa tìm thấy và cởi trói cho cô. Tuy nhiên, giữa hai người xảy ra tranh cãi. Dara thấy rằng việc đồng hành cùng Ciri quá nguy hiểm và có thể phải trả giá bằng cả mạng sống nên quyết định đường ai nấy đi. Ciri một mình lang thang tới một ngôi làng. Cô bé được một người phụ nữ tốt bụng ngỏ ý giúp đỡ nhưng lại chọn đánh cắp con ngựa của bà rồi trốn đi. Tối đó, khi đang dừng chân nghỉ ngơi, Ciri gặp lại nhóm bạn trên đường phố từng chơi với mình lúc trước. Tưởng rằng gặp được cứu tinh, Ciri nào ngờ bọn chúng lại muốn bắt cô về để nhận thưởng. Trong lúc hoảng sợ, Ciri lần nữa bộc lộ sức mạnh, lần này thậm chí còn khủng khiếp hơn lần trước, thổi bay đám người tấn công cô. Ciri sau đó đã ngất đi vì sử dụng quá nhiều sức mạnh. Khi tỉnh dậy, cô bé không khỏi hoảng sợ vì khung cảnh trước mắt. Những kẻ muốn bắt cô và cả chú ngựa đều đã chết thảm. Ciri gặp lại người phụ nữ tốt bụng tại ngôi làng hôm trước.
Bà an ủi cô, thậm chí muốn cho cô bé một mái nhà. Lần này, Siri đã đồng ý theo bà về nhà. Đêm đó, cô mơ thấy Geralt đang tìm kiếm và không ngừng gọi tên Yennefer. Như được gợi nhắc về di nguyện của bà ngoại, sáng sớm hôm sau, Siri đã âm thầm rời đi, lần nữa tiến vào khu rừng. Về phía Geralt, sau khi thoát khỏi thành phố đổ nát, anh theo dấu Siri tới khu trại tị nạn, giờ la liệt xác những người dân xấu số sau cuộc tàn sát của lính Newgard. Tại đây, anh cứu một người đàn ông đang chôn cất những thi thể khỏi đám ghoul trồi lên từ mặt đất. Thế nhưng đàn quái vật quá đông, chàng Witcher thì chỉ có một. Tuy giết được chúng, anh cũng bị thương và lâm vào cảnh sống dở chết dở do chất độc từ vết cắn. Geralt ngất đi và để trả ơn, người đàn ông kia đã kéo anh lên xe để đưa đi chữa trị. Trùng hợp thay, ông chính là chồng của người phụ nữ đã cứu mang Siri. Cô bé vừa chạy khỏi thì chiếc xe kéo của ông đưa Geralt về đến nhà. Anh được người mẹ từng bỏ rơi anh năm xưa chữa trị trong giấc mơ. Chất độc dần tan, Geralt cũng dần tỉnh táo. Trong anh trỗi dậy một linh cảm mãnh liệt cùng lời nói của Renfri trước khi chết. Cô bé sẽ luôn ở trong rừng chờ anh. Geralt tiến vào khu rừng, Siri cũng vì một cảm giác hối thúc mà quay đầu. Cả hai lần đầu gặp đã nhận ra đối phương là người gắn liền với định mệnh của mình và trao nhau cái ôm đoàn tụ. Sau khi thành công chiếm đóng Sintra, đế chế tiếp tục bắc tiến. Vì hội pháp sư quyết định đứng ngoài cuộc chiến, chỉ có 22 người thuộc nhóm Thesire, trong đó có Yennefer, đứng lên chống lại quân Nilfgaard. Nhiệm vụ tiên quyết của họ là cầm chân đội quân đế chế tại đồi Sodden, cửa ngõ để tiến sâu vào phương Bắc, chờ viện quân từ Temeria và Caedwin. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Ban đầu, thế trận nghiêng về các pháp sư phương Bắc, nhưng quân Nilfgaard dần áp đảo. Hàng loạt pháp sư và phù thủy Thesire ngã xuống, những người còn lại cũng bị thương nặng. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Yennefer tung đòn tấn công với tất cả sức mạnh mình có, giải phóng hỗn mang và tiêu diệt toàn bộ quân thù. Viện quân vừa tới, cuộc chiến đảo chiều, phương Bắc giành chiến thắng cuối cùng, nhưng Yennefer thì biến mất không rõ sống chết. Trận chiến kết thúc, Thesire cố tìm manh mối về Yen qua ký ức của những người lính đã ngã xuống, nhưng tất cả nỗ lực đều vô vọng. Từ trong màn sương khói, Geralt và Siri xuất hiện. Chàng Witcher hỏi về người anh yêu, nhưng nhận lại câu trả lời đầy cay đắng. Cho rằng Yennefer đã hy sinh, anh cố nén cảm xúc, quay người rời đi cùng đứa trẻ định mệnh. Anh quyết định đưa Siri về pháo đài Kaer Morhen để bảo vệ và huấn luyện cô bé. Trên đường, họ tá túc qua đêm tại nhà của Nivellen, một người bạn cũ của Geralt. Cha Nivellen từng thuê chàng thợ săn quái vật tới diệt lũ Wyvern quấy phá rừng nhà ông ta. Muốn chứng tỏ bản thân với cha, Nivellen quyết tâm giết một con trước, nhưng bản thân lại rơi vào hang ổ đám Wyvern và suýt trở thành miếng mồi ngon. May cho anh, Geralt kịp thời xuất hiện. Thay vì tẩn cho Nivellen một trận vì hành động ngớ ngẩn, Geralt đã để Nivellen mang đầu con quái vật về nhận công. Từ đây, hai người trở thành bạn bè. Tuy nhiên giờ đây, Geralt suýt không nhận ra người bằng hữu vì Nivellen không còn nhân dạng. Trông anh chẳng khác nào một con quái vật, còn có khả năng biến ra bất cứ thứ gì mình muốn. Giải thích cho những thay đổi, Nivellen kể rằng mình từng giao du với một nhóm bạn xấu và cùng họ phá hủy một ngôi đền. Hình phạt cho anh là sống cô độc vĩnh viễn dưới hình dạng quái vật. Nivellen chiêu đãi hai vị khách một bữa tối thịnh soạn. Đang trò chuyện, Siri để ý thấy trần nhà có động tĩnh. Cô bé đoán là vật nuôi của chủ nhà. Nivellen nói rằng mình có nuôi một con mèo nhỏ nhút nhát tên Verena để bầu bạn. Siri và Geralt đều nhận ra sơ hở trong câu trả lời của Nivellen vì anh ta vốn bị nguyền phải sống cô độc, còn mèo thường sợ Witcher nên sẽ không dám tới gần. Nivellen chỉ lảng đi, không đáp lại. Sau bữa ăn, Siri đi nghỉ trước. Hai người bạn cũ có cơ hội ngồi riêng với nhau, nói chuyện hàn huyên. Geralt đề nghị chơi ném dao. Người ném trượt sẽ phải uống rượu và nói một sự thật. Cha Nivellen từng thuê chàng thợ săn quái vật tới diệt lũ Wyvern quấy phá rừng nhà ông ta và cũng để tìm câu trả lời cho những nghi vấn của bản thân. Từ khi đặt chân tới nơi này, Geralt đã không khỏi nghi ngờ khi thấy thị trấn vắng tanh không người canh gác, thậm chí còn bắt gặp xác chết và dấu chân trần trên nền tuyết rét buốt. Thế nhưng Nivellen dường như cố né tránh, anh gian lận phủ phép những con dao để bản thân bách phát bách trúng, còn Geralt chỉ có thể ném trượt. Dù là tẩy trò gian lận của Nivellen, Geralt cũng không gặng hỏi thêm khi thấy bạn cố ý che giấu điều gì đó. Lúc này, Siri đang gặp ác mộng. Có điều cảnh tượng trong thực tế chắc cũng ghê rợn chẳng kém giấc mơ ấy. Một con Bruxa bỏ ra từ trần nhà và tiếp cận cô bé. Con Bruxa này không hề có ý định làm hại Siri, thậm chí còn tỏ ra dịu dàng với cô công chúa. Khi Siri giật mình mở mắt, nó giới thiệu mình là Verena, người yêu của Nivellen. Nhưng điều này phải là bí mật giữa họ cho tới khi Siri rời đi. Siri lần nữa chìm vào giấc ngủ. Kết thúc trò chơi ném dao, Geralt cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc Nivellen đang ngủ, Geralt đi vào thị trấn để điều tra. Dựa trên những cái xác và dấu chân để lại, anh nhận ra sự tồn tại của con Bruxa. Chàng Witcher lập tức trở lại dinh thự và gọi Siri dậy, bảo cô bé tới chỗ Roach, nếu không thấy anh quay lại thì hãy chạy thoát thân. Geralt phát hiện ra Verena hút máu Nivellen và lao vào tấn công nó, nhưng bị dội lại bởi tiếng thét của con Bruxa. Chiến địa chuyển sang bên ngoài, nơi Siri đang đứng đợi cùng Roach. Bị dồn vào đường cùng, Verena dùng Siri làm con tin, đe dọa rằng nếu Geralt không để nó yên cùng Nivellen, nó sẽ giết cô bé.
Geralt chưa kịp làm gì thì một cây giáo đã đâm xuyên người con búp ra. Người ở đầu bên kia chính là Nivellen vừa tỉnh dậy. Thì ra bấy lâu nay, Nivellen vẫn biết Verena hút máu anh là chưa đủ. Nó đã giết vô số người dân vô tội để thỏa mãn cơn đói, nhưng vì yêu, anh quyết định làm ngơ. Tới bây giờ, chứng kiến người yêu tấn công Geralt và Ciri, Nivellen không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn và buộc phải can thiệp. Geralt vung thanh kiếm bạc kết liễu Verena, lời nguyền của người bạn cũng được hóa giải. Nivellen trở lại hình dáng con người. Nghe na ná một phiên bản đậm chất DC của Beauty and the Beast nhỏ. Dù được giải nguyền, Nivellen không hề vui vẻ mà đau khổ gấp bội vì cái giá phải trả là mạng sống của người anh yêu. Nivellen lúc này mới thừa nhận mình mắc kẹt trong lốt quái vật, thực ra không phải do phá hủy ngôi đền mà vì đã cưỡng hiếp một nữ tu. Ngay trước khi tự vẫn trong tủ nhục, cô tu sĩ đã nhổ vào mặt hắn và nguyền rủa, nói rằng Nivellen đã là một con quái thú đội lốt người và bây giờ sẽ trở thành một con quái thú thực thụ. Mọi chuyện đã sáng tỏ, mối nguy cũng không còn. Geralt và Ciri rời đi, tiếp tục chặng đường tới Camo Hill. Quay lại với Yennefer, sau trận chiến ở đồi Sodden, cô bị Frangela cùng đám tàn quân Nilfgaard bắt về chuộc tội. Dù đế chế đại bại, Frangela vẫn vững tin với hoàng đế Nilfgaard, người còn được biết đến với tên gọi lửa trắng Emhyr. Trên đường áp giải Yennefer, quân đế chế gặp mai phục, đám người phục kích giết sạch quân lính rồi bắt sống hai nàng phù thủy là Yen và Frangela. Sáng hôm sau thức dậy, họ nhận ra mình đã trở thành tù nhân của một nhóm elves, trong đó có Phil Lavendro. Tuy nhiên, sau khi bị quân đội của nữ hoàng Calanthe đánh bại, anh giờ không còn là thủ lĩnh của đám yêu tinh. Thay vào đó, họ được dẫn dắt bởi Francesca, người đang mang thai đứa con của anh. Frangela và Yennefer được đưa tới trước mặt vị thủ lĩnh, mang cho mình dòng máu yêu tinh. Yen hiểu được ngôn ngữ của họ và biết đám người này vẫn đang băn khoăn, chưa biết xử trí hai người ra sao. Một bên thì muốn giết, một bên nghĩ rằng hai nàng phù thủy có thể sẽ có ích cho họ. Yennefer tìm mọi cách để giữ mạng, từ việc nhận là đồng loại cho tới việc tiết lộ mình và Frangela cũng mơ thấy một người mặc áo choàng sau khi nghe nói Francesca từng có một giấc mơ tương tự. May cho Yen, nỗ lực của cô quả thực đã trở thành chìa khóa giúp cô tự do. Hai người cùng Francesca xuống một căn hầm, mở ra một con đường dẫn tới một túp lều không có cửa. Cả ba ngất đi và lần nữa trong giấc mơ gặp lại kẻ mặc áo choàng. Họ đều nhận ra kẻ trước mắt chỉ đang đóng giả những người họ kính trọng. Thực chất, ba người đang đối diện với Volesmeyer, một con quỷ đã bị những Witcher đời đầu nhốt vào túp lều không cửa. Mụ ta dụ dỗ các nạn nhân thực hiện giao kèo với mình và nuôi dưỡng bản thân bằng nỗi đau, sự thù hận và tuyệt vọng của người khác. Với Francesca, mụ ta nói rằng để cứu lấy thần dân cùng đứa con trong bụng, cô sẽ phải chung sống với loài người. Với Frangela, để có được quyền lực, cô cần tìm một đồng minh vững chãi. Duy chỉ có Yennefer là không đầu hàng trước những lời ngon ngọt của Volesmeyer, kể cả khi mụ đánh vào nỗi đau là việc Yen mất sạch các thuật sau trận chiến trên đồi Sodden. Tỉnh dậy, Frangela và Francesca nghe theo lời Volesmeyer, mối quan hệ đồng minh giữa tộc Elf và Nilfgaard giúp cho cả đôi bên. Elf không còn phải trốn chạy, cuối cùng cũng có nhà, có những bữa ăn ngon. Về phần Nilfgaard, với trợ giúp từ các chiến binh Elf, đội quân đế chế sẽ càng hùng hậu và thiện chiến, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ kẻ địch nào. Đoàn người cùng nhau tiến về Sintra, nơi quân Nilfgaard đang chiếm đóng. Yennefer cho rằng Frangela và Francesca đã mắc sai lầm khi nghe lời khuyên của quỷ. Cô một mình rời đi, cố gắng làm phép trong vô vọng rồi tìm đường trở về Aretuza. Geralt lúc này đã đưa Ciri về tới trường sói Camohin. Những người anh em Witcher tề tựu gần đông đủ cùng người thầy Vesemir chào đón Geralt và đứa trẻ định mệnh. Người về pháo đài sau cùng là Esko sau trận chiến với một con Leshy. Anh tỏ ra không mấy thân thiện với cô công chúa, làm khó dễ Ciri và không ngừng say xỉn, thác loạn tại Camohin. Esko chủ quan với vết chích của con Leshy để lại trên lưng mình, thế rồi bản thân anh biến thành một sinh vật tựa Leshy, đối chọi với Geralt và Vesemir ngay tại ngôi trường sói. Thấy Esko đe dọa đến tính mạng người thầy, Geralt buộc phải xuống tay kết liễu người đồng môn. Sau cái chết của Esko, Vesemir trở nên cố chấp với việc khám nghiệm tử thi người học trò để nghiên cứu về khả năng đột biến mới của con Leshy, biến con người thành đồng loại. Geralt thuyết phục ông dừng lại để Esko được an nghỉ. Trong khi hai người bận rộn với những dàn vật và thi thể Esko, hai Witcher khác của trứng sói quyết định thử thách Ciri. Cô bé vốn sốt ruột với tiến độ tập luyện rùa bò mà Geralt áp dụng với mình, nay được tiếp xúc với khu huấn luyện khắc nghiệt gấp nhiều lần. Dù có chảy xước và ngã xuống bao nhiêu lần, Ciri vẫn không hề bỏ cuộc. Chính sự kiên trì và tiến bộ đã thay đổi cái nhìn của toàn bộ thợ săn quái vật tại Camohin về cô bé. Geralt dường như phần nào đã yên tâm hơn với Ciri. Cô bé cũng nói cho anh biết về viễn cảnh mình nhìn thấy. Trong đó, Ciri có cảm giác bị kéo về phía một thế lực nào đó. Geralt bảo cô bé thử xuôi theo những viễn cảnh đó xem nó dẫn tới đâu, và câu trả lời là khu rừng. Trong rừng, hai người chậm chán, con Leshy đột biến đã biến đổi Esko. Cô công chúa bị nó kéo đi hệt như hình ảnh cô đã thấy. Điều này khiến chàng Witcher tin rằng cô bé sở hữu khả năng tiên tri và thừa hưởng sức mạnh phép thuật từ công chúa Pavetta, mẹ của Ciri. Cuộc chiến giữa Geralt và con Leshy diễn ra chưa được bao lâu thì đã bị gián đoạn bởi một loài quái vật lạ muốn chiếm Spotlight. Nó xé toạc con Leshy rồi lao về phía Geralt và Ciri. Tuy nhiên,
sinh vật tựa rắn rết này chỉ kịp chiếm sóng lâu hơn anh bạn Leshy một chút vì cũng bị chàng thợ săn quái vật nhanh chóng tiêu diệt. Trở về pháo đài, Geralt mời Triss Merigold tới, vừa làm người hướng dẫn cho Ciri khám phá khả năng phép thuật của bản thân, vừa giúp anh nghiên cứu về những sinh vật đột biến xuất hiện ngày một nhiều thời gian gần đây. Từ thi thể của Esco lẫn con quái vật lạ đều chứa một loại bụi tinh thạch như ở đá nguyên khối. Geralt đưa ra kết luận rằng những con quái vật hẳn đều đến từ cùng một nơi. Ciri lúc này mới nhớ ra, khi quân đế chế đánh chiếm Syntra và bắt cô bé, tiếng thét của Ciri từng khiến một khối đá đổ xuống và vỡ nát. Ciri có vẻ là nguyên nhân đằng sau sự xuất hiện của những loài quái vật mới. Để biết chắc chuyện gì đang diễn ra, Geralt xác định anh cần tới Syntra và tận mắt chứng kiến đống tàn tích đó. Triss dịch chuyển Geralt tới chỗ Istrad, người nghiên cứu về đá nguyên khối. Tuy nhiên, anh người yêu cũ của Yennefer ban đầu tưởng đây là một trò chơi khăm. Anh cho rằng những điều Geralt thuật lại là bất khả thi cho tới khi chàng Witcher ném xuống cái đầu của con quái vật gớm ghiếc làm bằng chứng. Hai người cùng nhau tới Syntra điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Cũng trong lần gặp gỡ này, Geralt biết Yennefer vẫn còn sống. Sau khi tách khỏi Fringilla và Francesca, Yennefer quay về Aretuza cảnh báo về quan hệ đồng minh giữa Elf và đế chế. Trước đó, Thessaia đã vô số lần tra khảo Cahir, tên tướng bị bắt làm tù binh sau trận chiến, để tìm thông tin về âm mưu của Nilfgaard cũng như tung tích của học trò, nhưng vô vọng. Cứ ngỡ Yennefer đã tử trận, giờ gặp lại, Thessaia không nén nổi xúc động. Tuy nhiên, bà không quên đưa ra thỉnh cầu để Vilgefortz nhận công cho chiến thắng tại đồi Sodden. Vì chỉ như vậy, phe của họ mới có cơ hội áp chế phía Struggleborn và Artorias. Tất nhiên, Struggleborn và Artorias nào chịu để yên. Struggleborn tận dụng mọi cơ hội để hạ bệ Thessaia và cô học trò cưng của bà. Ông ta thuyết phục hội pháp sư rằng Yen rất có thể là gián điệp vì làm gì có chuyện trở thành tù nhân của đế chế và yêu tinh mà có thể trở về nguyên vẹn. Hội bắt Yennefer tận tay giết Cahir để chứng minh sự trung thành. Không muốn giết người, lại càng không muốn những kẻ từ lâu đã thấy cô trứng mắt biết được rằng mình không còn phép thuật. Yennefer quyết định thả Cahir và cùng hắn chạy trốn. Hai kẻ bị truy nã gắt gao tìm đường tới Syntra, nơi Cahir nắm giữ chức vụ trọng yếu và cũng là nơi duy nhất đón chào tộc Elf. Trong một lần trốn chạy, Cahir và Yennefer tình cờ biết việc chắt nhỏ chuyên giúp yêu tinh đến Syntra. Yen không ngờ cô lại gặp được người quen cũ. Chắt nhỏ được nhắc tới chính là anh chàng ca sĩ Jaskier. Anh giúp họ trốn lên thuyền mà không bị bắt và kiểm tra giấy tờ. Jaskier được Cahir, Yennefer và những người tộc Elf lên thuyền cho lọt, nhưng chính bản thân anh lại bị bắt đi trước khi thuyền cập bến. Kẻ bắt Jaskier là một pháp sư sử dụng phép thuật lửa tên Rience. Hắn từng bị tống giam vì dám thách thức sư tử cái của Syntra, nhưng giờ Kalanthi không còn, một thế lực bí ẩn đã đưa Rience ra ngoài với nhiệm vụ săn lùng Ciri. Muốn biết công chúa ở đâu, trước hết hắn cần tìm tung tích Geralt và anh chàng ca sĩ lục địa đi khắp nơi, hát những bài hát, kể những câu chuyện về sói trắng xứ Rivia, dĩ nhiên trở thành mục tiêu tra khảo hàng đầu. Qua động tĩnh trên tàu, cộng thêm việc chiếc đàn Jaskier luôn mang theo người bị bỏ lại, Yennefer lập tức nhận ra bạn mình đang gặp nguy. Thuyền vừa cập bến, Yen bắt đầu hành trình tìm kiếm Jaskier. Cô nhờ một người phụ nữ là gái bán dâm trên đường nghe ngóng thông tin về anh chàng ca sĩ lắm mồm, nhưng không có kết quả. Dù vậy, người phụ nữ này vẫn để lại cho Yen lời gợi ý rằng thường thì đàn ông biến mất, cô có thể tìm thấy họ ở quán rượu. Nàng phù thủy xứ Vengerberg quả thực đã tìm thấy Jaskier bị trói và tra tấn tại đây. Giả làm người phụ nữ say xỉn đi tìm gã chồng bội bạc, Yennefer khiến Rience mất cảnh giác và bị bỏng bởi ngọn lửa của chính mình. Cô nhanh chóng đưa Jaskier chạy thoát. Vừa tránh được vỏ dưa, hai người lại gặp phải vỏ dưa khi bị một nhóm côn đồ gây sự và tấn công. Trên đường trốn chạy, Yennefer đi theo mụ gái bán dâm từng giúp cô nghe ngóng và rơi vào một cái bẫy. Để kiếm tiền, mụ ta chỉ điểm cho binh lính tới bắt Yen. Không chấp nhận trở thành tù nhân lần nữa, Yennefer đã đọc câu thần chú đưa cô quay lại túp lều không cửa. Tại đây, cô chấp nhận giao kèo của Voleth Mayer, đưa Ciri tới chỗ đá nguyên khối để lấy lại pháp lực. Jaskier lúc này vừa tới chỗ Yennefer bị bắt, anh còn đang đứng nhòm từ cửa sổ. Chưa biết giải cứu nàng phù thủy bằng cách nào thì đã thấy Yennefer biến mất. Bản thân anh bị đám lính phát hiện và tống giam. Và thế là Ciri lại có thêm một người theo đuổi. Ở Camel Hill, Triss và Vesemir vô tình phát hiện một loài hoa chỉ nở khi có máu yêu tinh trên nền tuyết. Đặc biệt, những bông hoa này mọc ở nơi dính máu của Ciri khi cô bé bị chảy xước do luyện tập. Máu yêu tinh là thành phần của hóa chất tạo ra các Witcher. Từ lâu, Elf đã bị con người tàn sát, thành phần quan trọng ấy do đó cũng không còn. Vậy nên, phát hiện mới đã cho Vesemir hy vọng rằng những Witcher mới sẽ ra đời. Ciri đồng ý thực hiện nguyện vọng của Vesemir, với điều kiện là trước hết, ông tiêm hóa chất cho cô bé, biến cô thành một Witcher. Tuy nhiên, việc này hết sức nguy hiểm vì không phải đứa trẻ nào cũng có thể sống sót sau khi tiêm. Triss thuyết phục được Ciri rằng vẫn còn cách khác để tìm hiểu về ngọn nguồn sức mạnh của bản thân và thôi cảm thấy lạc lõng, một phép thuật mang tên thông lũng linh hồn. Nó cho phép người thực hiện đi vào tầng sâu nhất trong ý thức của đối tượng, từ đó khám phá những ký ức di truyền, nói lên câu chuyện về con người thật của chủ thể.
hai người cùng nhau thực hiện và tiến vào tiềm thức của Siri. Tại đây, cô bé thấy được cha mẹ mình và một người phụ nữ yêu tinh bị thương đang ôm con. Tris nhận thấy có điều bất thường. Những nhân vật trong ý thức của Siri đúng ra không thể nghe, nhìn hay chạm vào hai người, nhưng công chúa Pavetta lại nghe được tiếng gọi của Siri. Người phụ nữ elf thậm chí còn có thể bóp cổ và nhấc bổng Tris. Trong cơn hoảng loạn, Siri gọi tên Geralt. Trong Witcher lúc này đang cùng Istrid điều tra về đống đá nguyên khối tại Sintra, dường như cũng nghe được tiếng Siri. Tuy nhiên, ngay sau tiếng cô bé là dị tượng. Những mảnh vụn tinh thạch bị hút về một phía và một con ác thần xuất hiện, bay vút lên bầu trời. Những gì vừa diễn ra đã cho Geralt một câu trả lời khẳng định về những suy đoán của anh. Ngược lại, cho Istrid vô vàn câu hỏi về người con gái tên Siri và mối liên hệ của cô bé với Nilfgaard. Sau chuyến ghé thăm của Geralt, Istrid tìm tới dịch vụ tư vấn và pháp lý Codringer & Fan, nơi mọi thắc mắc của anh đều có thể được giải đáp với một cái giá hợp lý và biết được chân tướng về thân thế của Siri. Siri và Tris bừng tỉnh. Tris sợ hãi, né tránh Siri, cho rằng cô bé trước mắt sẽ đem tới sự diệt vong như lời sấm truyền. Cô công chúa tìm đến Vesemir, muốn ông tiêm hóa chất biến cô thành Witcher. Mũi kim vừa chạm xuống da cô bé thì Geralt xuất hiện và ngăn lại. Anh nhắc người thầy, các bé gái trước giờ không thể sống sót trở thành Witcher, mặc cho Vesemir tin rằng với dòng máu đặc biệt, Siri có thể làm được. Về phần Siri, anh nhắc cô bé không thể giết chết cảm xúc mà phải đối diện và bước tiếp. Sau sự kiện này, Geralt quyết tâm đưa đứa con định mệnh rời đi. Hai người vừa đi khỏi thì tên pháp sư lửa Rian tìm đến Kaer Morhen. Dù không đạt được mục đích chính, hắn làm Vesemir bị thương nặng và lấy đi chiếc bình chứa máu Siri. Tris trở lại Arethusa, cảnh báo cho Tissier về tên pháp sư lửa và dòng máu đặc biệt của Siri. Siri cùng Geralt tới ngôi trường đền thờ. Năm xưa, Vesemir từng gửi chàng Witcher tới đây để học ấn thuật. Và giờ tương tự như vậy, Siri sẽ được học cách kiểm soát hỗn mang tại ngôi trường này. Theo giao kèo với Volesmeyer, Yennefer tìm đến trường đền thờ để tiếp cận Siri. Và tất nhiên, định mệnh hay biên kịch nào có để nam chính nữ chính lướt qua nhau. Yen tái ngộ cùng Geralt, nhưng hai người còn chưa kịp làm gì thì cô bé Siri bước vào căn phòng. Geralt đành giới thiệu cô là Yennefer, bạn thân anh và nữ phù thủy mạnh nhất anh từng biết. Tối hôm đó, ngôi trường xuất hiện một vị khách không mời. Tên pháp sư lửa mò đến bắt Siri. Nhưng lần này hắn không hề chủ quan, kéo theo một lũ tay chân man dợ. Geralt gửi gắm đứa con định mệnh cho Yen, còn anh ở lại cầm chân đám phản diện. Mất hết pháp thuật, Yennefer không còn lựa chọn nào ngoài dẫn Siri chạy trốn. Yen kéo cô bé vào một căn phòng, rồi chặn cửa câu giờ, tranh thủ trong lúc đó dạy Siri bài học phép thuật đầu tiên, mở cổng dịch chuyển. Cô bé vừa bước qua cánh cổng, cũng là lúc chàng Witcher đẩy lùi hết đám người của Rian. Thấy Yen không hề có ý định dừng lại, ngay cả khi trận chiến kết thúc. Trong giây phút, Geralt chợt nhận ra ý định của cô, nhưng không kịp ngăn cản. Liên minh giữa Nilfgaard và tộc Elf tại Sintra lúc này bền chặt hơn bao giờ hết. Francesca và Fringilla trở thành cộng sự, con người và yêu tinh cùng nhau sinh sống và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tuy nhiên, thế cục dần xoay chuyển khi Khaer trở về. Fringilla được lòng quân đồng minh nhưng lại không có được sự ủng hộ của các tướng lĩnh Nilfgaard. Thế nên với sự tái xuất của Khaer, nội bộ liên minh bắt đầu chia rẽ. Đặc biệt là với sự chào đời của đứa con, Francesca và Filavendro nhìn thấy hy vọng tái thiết tộc Elf không còn lý do để chiến đấu. Những drama này đều tới tai Dexter, tổng tham mưu sở tình báo Vương quốc Redanier, qua nơi pháp sư Philippa, người có khả năng biến hình thành một con cú. Trước tình hình chiến sự giữa các vương quốc phương Bắc và liên minh đế chế, Redanier quyết định đứng ngoài. Trước đây, khi nữ hoàng Calanthe cai trị Sintra, Redanier chẳng bao giờ có cửa xâm lược. Nhưng giờ đây, trước sự lung lay của các thế lực do chiến tranh, vương quốc này tin họ có thể ngư ông đắc lợi mà chiếm được Sintra. Để lấy tin tình báo, Dexter đã cài người vào Sintra, đó phải là một người ít bị nghi ngờ, vừa dễ bảo cũng vừa đáng nghi. Nhân vật được cử đi là một tù binh bị Redanier bắt giữ, cậu bé Elf Dara. Ở Sintra một thời gian, Dara cũng giống như vị thủ lĩnh yêu tinh, bắt đầu nuôi hy vọng tái thiết tộc và từ chối tiếp tục làm gián điệp. Sau khi bị đồng minh quay lưng, cộng thêm thái độ chống đối từ các tướng lĩnh, Fringilla đã bỏ loài thực vật có khả năng làm tê liệt vào đồ uống của những kẻ không phục, rồi giết sạch bọn chúng. Nữ phù thủy chỉ giữ mạng cho Khaer với điều kiện phải nói tốt cho cô khi lửa chàng ghé thăm. Niềm hy vọng vừa nhen nhóm của tộc Elf lại vụt tắt khi trong đêm, đứa con của Francesca bị giết hại. Qua Dara và những thông tin về Redanier, Francesca cho rằng kẻ ra lệnh giết con họ là Dexter. Elf rời khỏi Sintra với quyết tâm báo thù. Bị lửa hận che mắt, Francesca trút giận lên người dân vô tội, làm phép đánh dấu và giết sạch lũ trẻ sơ sinh trong vùng. Chàng ca sĩ đào hoa của lục địa tới đây cũng ngồi tù hơi lâu rồi nhỉ. Trước khi đi tìm Siri và Yennefer, Geralt tiện đường ghé qua giải cứu anh bạn cũ lắm mồm. Geralt còn vô tình gặp lại nhóm người lùn từng cùng anh thực hiện nhiệm vụ săn rồng và được họ đi theo yểm trợ. Về phía Yen, trải qua một chặng đường dài gian truân với Siri khiến cô đổi ý, lật lại giao kèo với Volesmeyer và nói thật với cô bé. Thế nhưng, Siri lúc này đã không còn tin Yen. Cô bé tức giận
khiến mặt đất nứt ra và đánh động tới đám binh lính gần đó. Chúng lao tới tấn công hai người. May thay, Geralt và nhóm người lùn tới kịp. Xử lý xong đám binh lính, chàng Witcher nhờ Jaskier đưa Ciri về trường sói, còn mình ở lại đối chất với Yen. Những tưởng rằng dao kèo đổ bể, âm mưu của Volesmeir cũng theo đó tan tành. Không ai ngờ rằng mụ ta đã khôi phục sức mạnh qua nỗi đau và sự thù hận của Francesca khi mất con. Geralt và Yennefer vừa tới túp lều không cửa thì thấy cảnh mụ được giải thoát. Biết có gì đó không ổn, hai người vội vã quay về Khe Mohin. Quả nhiên, Volesmeir lúc này đã nhập vào người Ciri và giết những Witcher đang say giấc. Mụ ta còn giả nai trước mặt Geralt và Yen nhưng vẫn bị chàng Witcher lật tẩy. Volesmeir vùng tấn công Geralt rồi chạy tới cây mề đay. Bên trong cây mề đay của trứng sói có chứa tinh thạch, thứ mụ ta dùng để mở ra cánh cổng di chuyển, giải phóng lũ quái vật. Tất cả Witcher tại trứng sói, bao gồm cả Vesemir, đều chiến đấu hết mình và cũng không ít người ngã xuống. Một bên cố gắng giải quyết đám quái vật, một bên nỗ lực thuyết phục Volesmeir rời khỏi thân xác Ciri và đánh thức cô bé. Ciri lúc này đang chìm trong thế giới mộng tưởng. Ở thế giới này, cô bé lần nữa được sống trong sự bao bọc và yêu thương của người thân tại Hoàng cung Sintra. Trong khoảnh khắc, Ciri không hề muốn tỉnh lại, tạo điều kiện cho Volesmeir đoạt lấy thân xác cô mà hoành hành. Geralt nhận ra túp lều của mụ ta đã cháy và Volesmeir cần vật chứa để tồn tại trên thiên cầu. Để cứu Ciri, Yennefer quyết định hy sinh làm vật chứa cho mụ. Cô tự cứa cổ tay và lẩm nhẩm câu thần chú kéo Voles sang cơ thể mình. Cùng với đó, Geralt không ngừng lay gọi, cố gắng thức tỉnh Ciri. Nghe được những lời của Geralt, cô bé cuối cùng cũng buông bỏ quá khứ mà trở về với gia đình hiện tại. Ciri tỉnh dậy từ cơn mộng, con quỷ Volesmeir đang dần chuyển sang thân xác Yennefer. Đây là thời điểm lý tưởng để giăng một cái bẫy cho mụ. Geralt gửi gắm hy vọng nơi Ciri, tin rằng nếu cô bé có thể triệu hồi lũ quái vật từ đá nguyên khối thì cũng có khả năng tống cổ một con về lại đó. Nhớ lại những bài học của Yennefer, Ciri thành công trục xuất Volesmeir, nhưng đồng thời cũng kéo chính mình cùng Yen và Geralt sang bên kia cánh cổng. Tại đây, một đám White Hunt đang lao về phía họ. Đám người này gọi Ciri là con gái của hỗn mang và muốn cô bé gia nhập đoàn săn của họ. Khoảng cách giữa hai bên ngày một rút ngắn. Ngay khi chúng gần tới được chỗ ba người, Ciri kịp thời dịch chuyển đưa Geralt và Yen trở về lục địa, về Khe Mohin. Yennefer giờ lấy lại được phép thuật. Vesemir muốn Geralt và Ciri ở lại cùng xây dựng lại trứng sói, nhưng chàng Witcher từ chối. Họ phải tiếp tục di chuyển, vì nếu đám pháp sư và hoàng tộc biết Ciri còn sống và khả năng phi thường của cô bé, họ chắc chắn sẽ không ngừng săn đuổi. Từ đây, cả Geralt, Yen và Ciri đều thôi trốn tránh định mệnh, lựa chọn đối diện cùng nhau. Geralt đoán không sai. Từ Triss, họ biết được sự tồn tại của Ciri, cho rằng cô bé là một mối đe dọa. Họ treo thưởng để bắt Ciri và bất cứ ai bảo vệ cô bé. Ở một diễn biến khác, sau vài lần bắt hụt Ciri, tên pháp sư lửa Rience không muốn tiếp tục làm con tốt thí. Hắn yêu cầu gặp trực tiếp chủ nhân của Lydia, nữ phù thủy chịu trách nhiệm liên lạc trung gian giữa hắn và một người bí ẩn. Phe yêu tinh bắt được Istrad bên bờ sông và qua anh biết rằng Ciri mang dòng máu yêu tinh cổ đại có thể cứu giống loài của họ. Tộc Elf cũng ghi danh vào cuộc truy tìm. Lửa trắng, vị hoàng đế bí ẩn của Nilfgaard cuối cùng cũng tới lúc lộ diện. Giữ lời với Fringilla, Cahir nói tốt về cô trước vị hoàng đế. Họ nhận công cho cái chết của đứa con Francesca, nói rằng mình là người đã sai giết đứa trẻ và đổ tội cho Retainer. Cả hai không hề biết rằng đây là một nước đi sai lầm vì người ra lệnh giết đứa trẻ chính là Lửa Trắng. Ông là cha của Ciri và đó là con đường tốt nhất để ông tìm ra con gái mình. Và đó là toàn bộ các sự kiện đã diễn ra trong series The Witcher. Các bạn nghĩ sao về mùa 2 vừa qua và cả teaser tiền truyện Blood Origin nữa chứ? Để lại bình luận phía dưới cho chúng mình và các bạn khác cùng biết với. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.